cả mọi người. Hôm nay mình lại chia sẻ với mọi người một cái hình ảnh trang trí hình ảnh cành cây tùng ở trên trần 3D. Vậy thì bước đầu tiên chúng ta sẽ có phần chuẩn bị. Chuẩn bị chúng ta sẽ dùng mấy cái loại bút cơ bản này. Đây các bạn, đây là bút hai cái loại bút bút lông mềm màu đen. Và bút này nó có tác dụng là chúng ta sẽ đập lá tùng. Đấy, hai cái bút này. Bút này số 22, này là số 20. Rất là thích hợp để chúng ta vẽ trên trần nhà. Thì là cái bút này thì các bạn nếu mà quan tâm thì đặt dưới bình luận để mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đây này, còn đây bút thứ hai là bút xoay quạt đây. Để bút này có tác dụng là chúng ta sẽ tả cái vỏ thân cây cũng như đậm nhạt, ánh sáng đậm nhạt cho cái vỏ thân cây. Cái loại thứ ba đó là bút tỉa, chúng ta tỉa cành. Bút thứ tư là chúng ta dùng cái bút lông trắng này. Bút này giống hệt với cái bút lông đen này nhưng mà nó chỉ khác ở cái màu lông và cái khác ở chất lông, còn là hai cái giống nhau, kích cỡ giống nhau. Còn cái thứ ba là chúng ta sẽ dùng cái cây cán xanh màu lông màu đen này. Thì mấy cái bút cơ bản này thôi. Thì đây là do thói quen của từng người. Thì là để mà tả một cái hình ảnh cành lá. Còn ngoài những cái bút này ra thì chúng ta dùng các loại bút khác cũng có thể được. Mình lưu ý các bạn là cũng có thể được. Tuy nhiên là mình khi mà mình khám phá được cái tác dụng của mấy cái loại cây bút này, mình thấy nó rất phù hợp và phát huy được tác dụng của nó. Ưu điểm là nó ra được cái chất lá tùng rất là đẹp, giống với lá tùng thật và nó nhanh và nó phù hợp với cái phong cách tả thực. Đây là phần chuẩn bị về cái bút. Đấy. Còn tiếp theo ta sẽ chuẩn bị màu. Chúng ta quan sát trên bảng màu chúng ta có 5 màu cơ bản là có màu xanh lá cây, màu đỏ, màu đen, màu trắng và màu vàng. Thì đối với cây tùng thì chúng ta chỉ cần bằng này màu chúng ta có thể diễn tả được cái hình ảnh cái cành lá cây tùng ở trên trần 3D. Và lưu ý với mọi người là tất cả những màu này mình đều đã có pha với nước lọc để cho nó loãng ra, để cho nó thuận tiện trong các thao tác hòa sắc cũng như là để cho nó thấm hút lên bề mặt tường để cho nó nhanh hơn. Bây giờ ta sẽ cùng nhau thực hiện. Ta sẽ dùng cái màu đen pha với màu đỏ cộng với chút xanh lá đậm, xanh lá này, đen đỏ một chút xanh lá này để tạo thành cái màu thân cây nó thành màu tối các bạn. Chúng ta không dùng nguyên cái màu đen với chất. Chúng ta sẽ phát cái hình thân cây trước. Dáng càng hình bonsai càng tốt. Dáng càng bonsai. Cái dáng cái tùng này chúng ta tham khảo nhiều ở trong các cái cây bonsai, chúng ta sẽ có cái dáng cây nó đẹp. Chúng ta lưu ý cho mình là mỗi một cái trần mây chúng ta đều phải đảo đi đảo lại thôi, là cho nó khác nhau đi cái dáng của cành tùng để chúng ta khỏi nhàm chán giữa nhà khách này với nhà khách kia. Nếu như ở khách ở xa nhau cũng sao, ở gần nhau thì là chúng ta sẽ cố gắng để thay đổi cái kiểu dáng để cho nó khác nhau, tránh trường hợp khách nhàm chán người ta sẽ thấy quen mắt quá, người ta bảo là bảo trần này không có gì đặc biệt nên người ta sẽ không thích nữa, hạn chế trần này.
để cho nó khỏi trơ cái gốc cái gốc cây các bạn, khỏi trơ cái gốc cây thì chúng ta sẽ bổ sung cho nó một cành cành bé bé để tạo cái độ sinh động cũng như là khỏi trơ lơ cái gốc cây. Bởi vì chúng ta không miêu tả cái gốc cây, chúng ta đấy có thể là phần chân cành thôi chứ không phải là gốc cây. Chân cành để nó tự nhiên là có nhiều cành to cành nhỏ cùng vươn vào đây. Tiếp theo, khi chúng ta đi phát được phần thân to của cành to, chúng ta sẽ dùng bút tỉa bé bé để chúng ta sẽ đi tỉa cái cành nhỏ. Chúng ta cứ đi tỉa những cành nhỏ dần để tạo nên thành một cái tán cụ thể. Chúng ta vẩy tay một chút các bạn. Kỹ năng đưa bút tỉa này chúng ta phải liên tục dùng bút tỉa nhiều để cho nó dẻo tay. Chúng ta sẽ vẩy tay một tí, cảm giác như tay mình đang rung rung lên để cho nó gãy như cái cành lá này thì là nó sẽ mềm mại, nó không bị cứng. Còn chúng ta vuốt mà thẳng tay quá là nó sẽ cảm giác như cành nó cứng, mà thẳng như cái chiếc đũa là không được, nó không đẹp. Bạn là chúng ta pha lỏng cái màu này ra rồi chúng ta tỉa cành tăm rất là nhanh, cành bé này tỉa rất nhanh rồi mình thấm hút vào tường nhanh. Chia sẻ với mọi người, chúng ta đã đi được phần cơ bản của cái cành lá rồi. Cái bước tiếp theo bây giờ là chúng ta sẽ đi đập cái phần lá nền các bạn.
phần lá này chúng ta sẽ dùng cái cỏ vẽ này, cái bút vẽ này, bút lông mềm này, lông nó mềm màu đen này, số 22, chấm màu đỏ này, màu xanh này, cộng màu đỏ này, xanh lá cộng màu đỏ để nhuần nhuyễn vào nhau một chút để cho nó thành cái màu hơi nâu đỏ, xanh đỏ. Đi đập cái nền, chúng ta đập ngửa cái bút các bạn, chúng ta sẽ không để cái mũi, cái đầu mũi lông này quay lên, mà chúng ta sẽ để cái đuôi tán quay lên, quay về đằng hướng về đằng mặt mình. Trước mặt mình chúng ta đập, khi mà chúng ta đập này chúng ta sẽ cảm nhận vào cái lực đập vào cái nền bề mặt tường nhà để, và chúng ta sẽ quan sát bằng mắt, khi nó tạo ra được cái nét ưng ý mắt mình thì mình sẽ nhớ lấy cái lực đập vào bề mặt này, cái lực mà chúng ta đập màu vào bề mặt này. Và kết hợp với chúng ta sẽ phát triển về cái ý tưởng tán lá. Trong đầu mình sẽ phát triển ý tưởng tán lá dựa theo cái cành chúng ta đã phát trước đó. Đấy, sau đó chúng ta sẽ đập dư thưa, chúng ta đừng nên đập kỳ quá, và cảm giác thấy thiếu một chút là hợp lý. Để chúng ta sẽ đằng sau đó chúng ta sẽ còn 2-3 bước đập lá đập nhạt khác nhau nữa, nên cái bước đầu này chúng ta đừng vội đập lá đủ luôn, làm đủ luôn là khi những cái lớp sau là nó sẽ thành thừa và nó sẽ nhiều lá quá và nó làm mất thời gian của chúng ta, vừa mất thời gian vừa không đẹp. Chúng Vương tạm dừng lại để xuống lấy hộp màu xanh lá với đấy. Em dừng lại. Nhờ người lên. Em Mỹ ơi. Ta hay làm đó. Bước mà chúng ta đập lá nền này rất quan trọng, là chúng ta làm nền để cho những cái phần lá đẹp sau nó nổi lên dựa trên cái nền này. Và thứ hai nữa là có hiệu ứng là chúng ta sẽ đập nền cho cái tán lá ở bên trên cái thân cây này. Đấy, cái thân cây này sẽ là ở bên dưới. Nếu như chúng ta không làm cái bước này thì là chúng ta sẽ nhìn nó không được thuận mắt. Cái bước này là để làm tán lá ở bên trên cái cành này. Thì là đúng quy trình là chúng ta đập cái tán lá trên này, sau đó tiếp theo chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đi tỉa top rồi là nhấn nhá cái đập nhạt trong cái thân cây. Và ý thầy ơi, vâng kính ơi ạ, tối bố là cái hình ảnh thân cây nó sẽ nổi ra bên dưới của cái tán lá chúng ta đang đập đây, nó sẽ có cái hiệu ứng xa gần, hiệu ứng bên trên và bên dưới làm cho chúng ta cảm giác mình nhìn cái cảnh trên cảnh dưới thuận mắt. Bạn
theo các bạn lưu ý cái phần rất là quan trọng là cái phần chúng ta tả cái phần vỏ cây cho cái cành lá cây tùng này. Cái phần vỏ cây này các bạn quan sát này, bảng màu sẽ dùng màu vàng này, cùng một xanh lá, cùng một chút đỏ. Đấy, vàng cùng xanh lá cùng chút đỏ. Nhiều bạn hỏi mình là cái vỏ tả cái vỏ thân cây là màu gì thì các bạn lưu ý nó có 3 màu cơ bản. Vàng, xanh lá và màu đỏ. Chúng ta chấm dọc theo chiều của thân cây. Thân cây thì xoay hướng nào ta dọc theo hướng đấy. Chấm nhẹ tay tạo thành cái khối so le nhau, tạo thành cái nét chấm so le nhau. Độ sần sùi cho cái vỏ cây. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái bút xẻ quạt này các bạn, chúng ta lấy thêm tí màu vàng để thêm tí trắng này, một chút đỏ này để tăng cái độ sáng điểm nhấn cho cái thân vỏ thân cây, gồm có vàng là chính nhá, xong đến tí trắng này, xong đến tí xanh lá cây này, tí đỏ này. Đấy, các bạn quan sát kỹ rồi. Sau đó chúng ta sẽ chấm, cái động tác chấm cũng giống như là cái cây bút lúc nãy, chúng ta chấm so le nhau. Cái chi tiết này chúng ta sẽ tìm cái điểm hứng ánh sáng mặt trời đây chiếu vào đây thì nó sẽ luồn qua cái lá vào nó, cái cành nó chạy ngang này nó sẽ hứng được ánh sáng, chúng ta sẽ điểm nhấn vào. Điểm nhấn vào như vậy, chúng ta đừng chấm sáng đều từ trên ngọn xuống dưới, bởi vì cái cây cành lá của ta là nó sẽ xoay, nó sẽ cong, cho nên là nó không bao giờ là nó sáng đều nhau, trừ khi là một cái cành nó thẳng tưng thì nó mới sáng đều nhau. Còn đây là cành nó cua nhiều quá. Thứ hai nữa là có những cái chỗ mà nó khuất sáng do những tán lá nó che ánh sáng là chúng ta sẽ không nhấn vào thì nó sẽ không phù hợp. Chúng ta muốn tăng sáng thì tăng màu vàng, nhưng mà vàng thêm tí trắng thành tạo cái ánh nắng cho nó chiếu vào thân cây. Cách chấm đang chấm so le nhau. Bây giờ mời các bạn quan sát qua một chút về cái
phần thân cây. Xong bước này chúng ta sẽ đi chấm thêm cái lớp lá trung gian, màu xanh trung gian, lá cây trung gian. Mời các bạn quan sát cho bảng màu, chúng ta xem cái màu lá cây trung gian. Chúng ta sẽ có gồm màu xanh lá cây này, pha thêm một chút màu vàng. Tỷ lệ là có thể là 1/2, một nửa xanh lá này với một nửa màu vàng để ra một tinh trung gian này. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ chấm lên. Chúng ta không chấm bằng những cái lớp lá màu đậm kia, mà chúng ta sẽ chấm so le và nhích lên bên trên một chút và hướng lên trên một chút. Đấy, các bạn quan sát mình không chấm bằng nó, mình sẽ chấm lên bên trên một chút, thỉnh thoảng để ra những cái khoảng hở để cho nó lộ phần nền tối ở trong, thì là nó sẽ có cái khoảng không ở trong cái tán lá. Các bạn cần phải tưởng tượng ra được cái khoảng không ở trong các cái tán lá này, thì là chúng ta sẽ diễn tả được cái không gian trong cái lùm tán lá nó đẹp hơn. Có chỗ để chúng ta sẽ tỉa cành vào những khoảng không đấy. Chấm lên trên đấy, chúng ta đã có lớp lá trung gian và cứ thế chúng ta chấm toàn bộ cái cành lá. Vẫn bằng cái cây bút lông số 22 này các bạn. Các bạn quan tâm đến các loại bút mà để vẽ được cái này mà các bạn chưa biết mua ở chỗ nào thì liên hệ để mình tư vấn. Chúng ta có những tán lá nó vắt ngang qua cái thân cây là sẽ tạo nên cái hiệu ứng là cành trên cành dưới này, là có cái trên cái dưới cái xa cái gần. Ví dụ cái tán này mình để nó bên trên cái thân cây, còn cái tán này mình để nó bên dưới, thì là ta có tán trên tán dưới. Chúng ta đã đi xong cái phần lá màu trung gian, chúng ta lại đẩy thêm màu vàng này, đẩy thêm màu vàng, cộng thêm tí một chút màu đỏ thôi để cho nó tạo nên cái sắc ấm của cái màu sáng. Đấy, chúng ta sẽ nhấn lên. Cái bước này cũng giống như là bước ta nhấn sáng cho cái cành lá này, lấy ánh sáng này.
Bước này ta xác định ở chỗ nào nó hứng được ánh sáng, và chúng ta cần nhấn được cái lùm cành tán lá nào nó gần nhất. Ví dụ như cái tán này mình đang muốn điểm nhấn vào chỗ này để cho nó thấp xuống. Đây là tán lá chính. Tiếp theo, ở vị trí này chúng ta cũng nên đẩy sáng. Tiếp tục chúng ta sẽ lấy sáng thêm cho cái tán chính ở phía bên phải này. Và xong là chúng ta đã đi thực hiện từ đầu đến cuối các bước để làm thành một cái hình ảnh cành cây tùng để áp dụng cho trần nhà 3D. Thì cái phần mình xin chia sẻ lại từ đầu đến cuối nó gồm có các bước như sau. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị các cái bút như hôm nãy mình giới thiệu đấy. À, bước thứ hai là chúng ta sẽ đi phát cái thân, cái hình dáng chính của cái thân này, thân cành cây tùng này. Chúng ta lưu ý là cái cành cây tùng chứ không phải là miêu tả cái gốc cây tùng các bạn nhé. Tuy nhiên là cũng có nhiều vị khách thì người ta thích cái cành nó to to một chút, chúng ta sẽ tạo nó to này. Đấy, thì cái cành tùng này để dáng đẹp nhất thì các bạn sẽ lưu ý cho mình cái dáng chính của nó là dáng hình chữ Z. Đấy, dáng chính của cái cành này hình chữ Z này. Đấy, còn cái bước thứ hai là chúng ta đập lá nền bằng cái màu lá tối này. Đấy, lá nền lá tối. Còn bước ba là chúng ta sẽ đi lấy ánh sáng cho cái cành lá. Rồi bốn là chúng ta sẽ đi đẩy các cấp độ của cái sắc lá lên. Đấy, cái quy trình để làm ra được cành tùng là như vậy. Thì thông qua cái video này, nếu các bạn có chỗ nào mà thắc mắc còn chưa hiểu, các bạn hãy để lại phần bình luận, mình sẽ trả lời sau. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.